Tên Mai Thi đó có trong bộ phim Tứ Đại Mỹ Nhân. Chó đó trong Tây Thi, có tên Tây Thi, Mai Thi, Đông Thi và cái gì Mai nữa, là bốn người được được cống qua nước Ngô nước gì đó. Là bé Hai thấy cái tên Mai Thi đẹp để bé Hai lấy, là từ lúc bé Hai đi hát tới bây giờ đã được mười mấy năm nha mọi người, chứ bé Hai không đu theo ai hết. Tên bé Hai khi mà quay clip bé Hai với bé Ba thì mọi người lại có những cái so sánh về ngoại hình, cái độ nữ tính á, thì bé Hai có chạnh lòng không? Nếu mà nói chạnh lòng chắc phải lắm, phải có nhiều người nói là ba sao nó đẹp giống con gái, nó thì bị nó nết na, còn bé Hai thì tại sao có râu, tại có cơ bắp mà yếu điệu hay như nào đó, yếu điệu dễ quá. Ai xin nói lại mọi người biết, khi bé Hai biết bé Hai là chuyển giới, bé Hai không có đủ điều kiện để bơm chích tiêm hormone như hiện tại như bây giờ. Bé Hai phải đi làm lao động chân tay để kiếm từng đồng nuôi bản thân mình, nuôi ước mơ thành con gái. Thì với thì thời điểm đó cái hormone nó tiêm thuốc như bây giờ để chuyển giới như bây giờ nó không có như bây giờ đâu mọi người. Mọi người cứ nghĩ là tại sao bây giờ có nhiều người chuyển giới rất là đẹp, nhưng không khác gì con gái, nhưng tại sao có số một người là chuyển giới rồi nhưng tại sao giống đàn ông? Là như vậy như à, ví dụ mà mình khi biết mình chuyển giới khoảng 14-15 tuổi chưa dậy thì á mọi người, mình chưa có bộc phát mà mình là mùa đàn ông á, mình tiêm chích hormone vô là mình sẽ ngăn chặn những hormone nam lên mình thấy là con gái. Còn bé Hai 17-18 tuổi đó, khi đã dậy thì rồi bé Hai còn phải lao động tay chân thì tiền đâu mà bé Hai để chích hormone, bé Hai tiêm. Có nhiều người cứ hỏi bé Hai rồi sao bé Hai không làm cho đẹp đi, làm cho đẹp đi mọi người ơi. Bé Hai chỉ là buôn bán ngoài đường lề đường mọi người, chứ bé Hai không phải là nhà con nhà có điều kiện mà muốn làm được. Bé Hai thực sự luôn, từ xưa giờ bé Hai không có ý nghĩ là bé Hai lấy sắc đẹp ra để chinh phục mọi người, là để lấy lòng mọi người. Bé Hai không thích, bé Hai muốn lấy từ cái bản năng tấm lòng của bé Hai. Những ai đã tiếp xúc với bé Hai rồi sẽ biết cái con người bé Hai như thế nào, không cần vẻ đẹp bề ngoài, chỉ cần vẻ đẹp trong tâm hồn. Bạn tốt thì mình sẽ tốt với bạn, còn bạn xấu thì mình sẽ né đó mọi người. Nên là mọi người đừng có so đo so sánh, là dò xét từng nét bản tánh bé Hai. Nói chung thực sự bé Hai tánh Hai bất cần, nhưng mà tại vì có nhiều người hỏi quá nên bé Hai mới nói thôi. Thực sự bé Hai cũng không thèm muốn trả lời những câu đó, thì những câu nói đó chỉ là chạm vào cái vết thương bé Hai thôi. Bé Hai lần này bé Hai sẽ nói, nếu mà thương bé Hai thì cứ comment ở bên dưới và ủng hộ bé Hai. Cho những lời comment, những câu chúc sức khỏe với bé Hai đi. Thực sự bé Hai mình chỉ mong sức khỏe thôi. Còn bé đẹp thì đẹp mà bây giờ sống ảo nhiều lắm, chỉ cần cho bé Hai 30 phút thôi, bé Hai sẽ ảo cho mọi người thấy, ảo tung chảo luôn mọi người. Còn bây giờ thì cuộc sống thường ngày mà mọi người phải buôn bán bán bưng, phải là bé đó, mọi người thấy một ngày bé Hai cực khổ như thế nào, không có sung sướng đâu mọi người. Bán kiếm từ đồng lờ không sung sướng nè. Bé Hai sẽ làm vậy nè đó, trước khi đi bán bé Hai phải bó gà để có những cái gà bó xôi ngon, thì bé Hai phải làm, phải bó như vậy nè mọi người. Thì hỏi sao mà cơ bắp không lên nè, thì bé Hai bóp nè, bé Hai nặng nè đó, bé Hai phải nặng như vậy để soi nó ra, nghĩ sao mà cơ bắp không có mọi người. Bây giờ bé Hai đố những bạn gái đi làm ở đây, khoảng làm cái nghề làm cái món này khoảng 3 năm coi, con gái nha, coi có lên cơ không nha. Còn cái đặc điểm riêng này nữa nè mọi người, nói bé Hai có râu. Tại vì ông chờ tạo hóa bé Hai ra, không cho bé Hai được toàn vẹn như bé Ba hay là những chị em giới khác. Bé Hai giống bé Hai, má bé Hai cứ giống Ba câu quay nó. Bé Hai đang từng nhà buôn bán để dành, để kiếm từng đồng để đi triệt râu vĩnh viễn nha mọi người. Và hiện tại bây giờ bé Hai đã giảm được 30% rồi đó mọi người nha. Con người mà mình lúc nào đúng là mọi người cứ là muốn vẻ đẹp toàn bị hết, nhưng phải cho người ta thời gian
muốn đẹp liền bây giờ hay là muốn như thế nào đó được ý như muốn mấy bạn làm sao được, đúng không mọi người? Vậy là râu quay nón là cái hồi mình giống ba, mình giống ba khó ha, nó nhiều. Nhưng mà bây giờ hiện tại là bé Hai đã đi chích đi chuyện cơ bệnh viện ở Bình Gia Liễu á đó, đó một tháng là bé Hai đi một lần. Làm bao lâu thì nó mới hết hẳn? Cái đó là có những bé Hai đã tốn thì rất là nhiều lần rồi nhưng mà nó vẫn lên lại. Có nhiều người vô thẩm mỹ viện á mọi người, những người đó như bác sĩ như anh chị đó, người ta mạnh miệng lắm, để nó là hết em ơi, hết hết bảo đảm hết, mình đóng tiền chị xong rồi không hết. Nó Hai buồn lắm, nó Hai còn phiếu ra làm mấy chờ còn quá chờ phiếu luôn, mình như thẩm mỹ viện khác còn nhiều lắm, còn nhiều suất để làm lắm, nhưng bé Hai không làm. Nhưng cơ duyên nó thực sự luôn, nhiều khi á mình cũng nói nó là được cái này mất cái nọ, cũng có cơ duyên gặp được những quý nhân giúp đỡ, giống là chị Tú, bác sĩ Tú làm ở bệnh viện Gia Liễu là người tiêm filler cho bé Hai được nữa một chút, và chị Tú cũng là người xin giám đốc bệnh viện Gia Liễu để cho bé Hai được xúc triệt râu miễn phí trọn đời. Là bé Hai chỉ kết khi nào mà bé Hai cảm thấy hài lòng thì thôi. Là chị Tú, và em cảm ơn chị Tú rất là nhiều à. Bác sĩ Tú ở Bình Gia Liễu nha mọi người, là ở khâu thẩm mỹ viện nha mọi người. Nói chung thì tốn tiền cho những cái thẩm mỹ viện rất là nhiều. Người ta nói là chỉ cần chị khoảng 10 lần, 20 lần là hết. Bé Hai chị cả 100 lần rồi, nóng lắm mọi người ơi. Ai đã từng triệt lông á mọi người biết cái cảm giác nóng thế nào, mà triệt ở vùng nách, vùng tay, vùng chân á thì nó không sao, chứ vùng mặt cái da mình rất là mỏng, triệt về là cái da nó đỏ chót hết trơn luôn á. Bắn một cái là giật một cái giống như bị điện giật ấy, bắn một tia ánh sáng bắn vô người phải giật qua một bên, nóng lắm. Nhưng mà vì muốn đẹp thật sự luôn, vì muốn đẹp, nếu mà theo bé Hai nghĩ á, bây giờ chồng bé Hai á không quan trọng những cái đó, nhưng mà bé Hai vẫn làm cho bản thân bé Hai. Thì con người muốn vẽ đẹp thì phải làm, cố gắng làm càng ngày càng đẹp. Mà hồi mình xếp sao cho nó đừng có bị dính nhau, mình sẽ lót lá chuối. Mỗi cái một lần mình phải lót lá chuối mình sẽ bỏ vô hộp lại đó mọi người, thiệt luôn á. Mà bây giờ hết cái đời đi hát lông bông mà các tỉnh thì cũng đỡ rồi, thì không hát lông bông ở tỉnh, nhưng mà cái nghiền thật sự luôn á, đam mê ca hát nó vẫn còn trong máu. Thì có nhiều chị em bạn bè qua ủng hộ bé Hai hoài, cũng có ủng hộ, cũng ghé ủng hộ được, chứ đừng nói là tại sao bé Hai bác ấy, cũng có người ủng hộ, nhưng mà tại vì bé Hai mê hát quá à, bé Hai đi hát hoài à. Tại khi show bé Hai đi hát á, bé Hai bỏ bán, bé Hai nghỉ bán, bé Hai đi hát, nên là cái lượng khách của bé Hai người ta nghĩ là nghỉ bán luôn, người ta không ghé nữa. À đó là cái lý do mà cũng có lý do không, một số là những người ủng hộ mà ta không qua nữa. Nhưng mà mọi người ơi, có thương bé Hai thì thèm gà bát xôi thì cứ liên hệ với bé Hai là có bán hay không, hãy là liên hệ số 0937478033 là số Zalo của bé Hai, là muốn trước khi qua ăn hay gọi bé Hai trước để có bé Hai bán hay không, để nhiều khi mấy anh mấy chị bạn bè ở đường xa qua không có bán thì cực cho mấy bạn mấy anh chị nha. Cứ liên lạc với bé Hai là hỏi hôm nay có bé Hai có bán hay không, nhưng mà hiện tại bây giờ bé Hai sẽ bán suốt dù mùa mưa, bé Hai vẫn bán để lấy khách là mọi người, để cho mọi người không có uổng công đi qua đây qua quận tư ủng hộ bé Hai mà bé Hai không bán. Vậy đi, vậy là bây giờ là bé Hai sẽ bán suốt, còn ngày nào không bán thì bé Hai sẽ phải thông báo trên Facebook của mình. Đúng mọi rồi, người thì thấy thông báo thì là biết bữa đó không bán. Facebook của bé Hai là Mai Thi và cái nghệ danh đó là của bé Hai, mà mọi người cứ comment. Đúng rồi, bây giờ bé Hai cho comment. Thêm bây giờ bé Hai cho thêm cái thông tin này nè mọi người. Đúng rồi. Mọi người có chiều. Người bây giờ bé Hai nói luôn nè. Thật sự là bé Ba cũng cảm bé Hai là không được nên nói, ai muốn nói gì nói. Nhưng mà thật sự nè, có nhiều người nói bé Hai là đu theo, cắt thi, ti thi hay là tây thi gì đó. Thực sự nếu mà ai đã có chương trình, nhiều chương trình rồi, thì sẽ biết bé Hai cũng đã từng nói mà,
nghệ danh bé hai đi hát là Mai Thi. Và cái tên Mai Thi đó nó có trong bài bản nào ngoài chứ không phải là muốn lấy tên rồi lấy. Tên Mai Thi đó có trong bộ phim Tứ Đại Mỹ Nhân, chó đó trong Tây Thi, có tên Tây Thi, Mai Thi, Đông Thi và cái gì Mai nữa, là bốn người được được cống qua nước Ngô nước gì đó. Là bé hai thấy cái tên Mai Thi đẹp để bé hai lấy, là từ lúc bé hai đi hát tới bây giờ đã được mười mấy năm nha mọi người, chứ bé hai không đu theo ai hết. Tên thật bé hai, tên bé hai đi hát, nhưng mà thường mọi người đều kêu bé hai là bé hai, chỉ là bé hai lên đẹp, bé hai lên sân khấu, bé hai là một con người khác thì bé hai sẽ lấy tên Mai Thi. Và cái nghệ danh đi hát là bé hai là Facebook đó đó. Nếu mà ai là bạn về Facebook của bé hai, Facebook bé hai được 3,000+ được follow, mà được follow thì mọi người sẽ biết là cái tên Mai Thi đã được bao lâu rồi. Tên Facebook của bé hai là Mai Thi mà đâu, hoặc là Nguyễn Mai Thi đó. Bé hai tới hai Facebook lận của mọi người chứ không phải một cái đâu. Nói về là bé hai đu theo rồi lấy này đi nọ để đu theo những bạn đó không, cùng phải đu theo tại vì bé hai đã nổi trước mấy bạn đó rồi. Bé hai đã nổi trước bạn đó rồi, nhưng mà nổi bé hai là nổi theo những chương trình mà báo Thanh Niên nè, Danh TV nè, báo Sài Gòn nè, chương trình Làm Vợ Thay Thế, quay chung với chị Hương Giang, quay chung với Hương Giang, Việt Hương, Đại Nghĩa, Hy Vân ở đài HTV7 nè, rồi Cơm Mao quay chung với chị Lâm Khánh Chi và anh Tuấn Lê nè đó mọi người, và chương trình Sống Thật quay chung với MC Miko Lan Trinh, nhiều lắm mọi người, chứ không phải là cứ nói là đúng theo chi mọi người. Mới hai nổi thu rồi, nhưng mà nổi của mấy hai là nổi theo cái gọi là chia sẻ cho cộng đồng, nhân vật với LGBT chứ không phải là gọi là review buôn bán. Buôn bán thì không có review nha mọi người. Còn bây giờ thì nói chung là có những bạn, mấy cái anh YouTube thì review lại thì bé hai lại lên khi mọi người biết một chút nữa. Chứ thực sự là bé hai với là nó nổi đi ca sĩ nó hơi lố thì cũng có nhiều người biết đến rồi. Nếu mà trong cộng đồng thì nhiều người sẽ không biết bé hai bé ba. Đúng rồi, clip đăng lên ai cũng nói ủa đây bé hai bé ba nè, biết mà ai cũng biết đó. Đúng không mọi người, chứ đừng nói theo. Thực sự luôn nè, nói như vậy là sẽ chia rẽ chị em tình cảm chuyển giới, giống là thật sự luôn. Tây Thi hay là các Thi chuyển giới mà, đúng không? Phải thương yêu, không ghét bỏ, thật sự luôn. Bé hai không bao giờ có là một cái gọi là cái lòng chắc ẩn rồi lại ganh ghét, là thật sự luôn. Thấy mấy chị em bạn bè bán được, bé hai rất là mừng. Để tại sao không? Bán được như vậy để chứng minh cho xã hội và cộng đồng biết là những người chuyển giới như chúng tôi đều có công nhiều và gọi là thành công cho mọi lĩnh vực và có ích có ích cho xã hội nha mọi người, chứ không phải là chuyện với chúng tôi là cứ là sướng ca vô loại hay là những làm những cái việc gì đó mà cảm cho xã hội này chán trường thì nó thật sự nè. Nhưng chuyện với chúng tôi rất là giỏi nè, buôn bán hàng ngày nè, kiếm từng đồng từng cắt, và nói thật sự luôn, bé hai còn gọi là quyên góp làm từ thiện. Nếu mà ai đã từng với bé coi Facebook bé hai đã từng vận động làm từ thiện hàng tháng để giúp những người khổ cực già và những trẻ. Chùa Kỳ Quang hai là thường xuyên, bé hai thường đến luôn. Kỳ Quang hai ở Gò Vấp, nuôi trẻ em mồ côi tàn tật á, bé hai thường xuyên luôn. Hỏi sư thầy ở Tiếp Tân á là bé hai là thường xuyên luôn. Nếu ai mà có lên đó hỏi thầy sư, bé hai có lên đó thường xuyên không, chùa Kỳ Quang hai Gò Vấp. Cứ có ích cho xã hội nha. Và thật sự luôn, nói thật sự luôn, bé hai giờ kinh bé hai đã nhiều chuyện, bé hai nhiều chuyện luôn. Thật sự luôn, bé hai ăn bánh tráng của các Thi rồi rất là ngon mọi người. Thật sự cảm nhận, thật sự có nói với bé hai nói nè, ai tên Thi sao cũng giỏi hết vậy. Đúng mà, rồi, ai tên Thi sao cũng giỏi hết vậy. Giỏi quá, thật sự luôn á. Mình cảm thấy mình hãnh diện luôn á. Chuyển giới mà hãnh diện luôn, có ích cho xã hội, tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Thật sự luôn nè, ví dụ bây giờ bé hai bán như nè, bé hai bán được thì cũng giúp đỡ cho những người bỏ mối gà cho bé hai, bỏ nước cho bé hai, đúng không? Cũng có ích cho xã hội, cũng có ích cho mọi người mà, đúng không mọi người? Đúng không? Thì thật sự luôn, bé hai cũng có nhiều anh nhiều chị fan. Thật sự nè, nếu mà nói xạo nè, bây giờ bé hai thêm mới tích nè. Nè mọi người, cúp nè mọi người.
làm vợ. Phải chương trình làm vợ phải thế 2018 ở chương trình HTV7. Có coi, anh có coi đúng không mọi người? Làm đây đó đó. Nó là phải có chứng đàng hoàng nha mọi người. Hai chị em bé ba đều mỗi người một cái. Nào mọi người đó, cái này bung rồi. Rồi.